Thưa quý vị và các bạn, Cổng Dịch vụ Công Quốc gia được bắt đầu triển khai từ tháng 12 năm 2019. Sau gần một năm Quảng Ninh kết nối với Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, người dân Quảng Ninh rất phấn khởi bởi đây là bước tiến mới đối với việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Cổng Dịch vụ Công Quốc gia là địa chỉ cung cấp các thông tin về thủ tục hành chính, dịch vụ công, đầy đủ, tin cậy, chính xác, tạo môi trường công khai, minh bạch. Cổng Dịch vụ Công Quốc gia là đầu mối giúp công khai, minh bạch các thông tin liên quan về thủ tục hành chính và cung cấp hỗ trợ thực hiện dịch vụ công theo nhu cầu sử dụng, phù hợp với từng đối tượng, bảo đảm khả năng giám sát, kiểm tra, đánh giá của cá nhân, tổ chức và trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong thực hiện dịch vụ công. Chỉ cần truy cập một địa chỉ https://dichvucong.gov.vn. Bằng một tài khoản duy nhất, người dân doanh nghiệp có thể đăng nhập được đến tất cả các cổng dịch vụ công cấp bộ cấp tỉnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, theo dõi tình trạng giải quyết, đánh giá chất lượng giải quyết và gửi phản ánh kiến nghị không phụ thuộc vào thời gian, địa giới hành chính. Đồng thời với vai trò đầu mối kết nối với các cổng dịch vụ công, cơ sở dữ liệu, việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia sẽ giúp người dân doanh nghiệp thuận lợi hơn nhiều do có thể tái sử dụng các thông tin đã có và tiết kiệm thời gian chuẩn bị hồ sơ, từ đó giảm đáng kể chi phí xã hội trong thực hiện thủ tục hành chính, đặc biệt là những thủ tục hành chính có liên quan đến nhiều cơ quan. Việc thanh toán lệ phí có thể qua tài khoản banking hoặc qua ngân hàng và nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Như vậy, công dân tổ chức thực hiện giao dịch thủ tục hành chính hoàn toàn trên môi trường mạng. Đây là bước tiến về cải cách hành chính, giảm thiểu tối đa công sức, thời gian của người dân và chính quyền trong việc giải quyết các thủ tục hành chính, đặc biệt là tránh được tệ nạn nhũng nhiễu, quan liêu, phiền hà từ những cán bộ công quyền. Đối với tỉnh Quảng Ninh, người dân hiện nay đã quen việc nộp hồ sơ qua Cổng Dịch vụ Công của tỉnh và không cần phải tạo tài khoản trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Nhưng các thủ tục khi đưa lên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia có điểm ưu việt khác, đó là mọi thủ tục đều được giám sát của bộ ngành trung ương khi các đơn vị của địa phương giải quyết chậm trễ các thủ tục hành chính, qua đó giúp tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, giám sát đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính, tăng trách nhiệm giải trình và năng lực phản ứng chính sách, thúc đẩy quá trình cải cách hành chính. Là một trong những địa phương đầu tiên triển khai kết nối Cổng Dịch vụ Công Quốc gia của tỉnh với Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Đến thời điểm hiện tại, việc này đã phát huy hiệu quả tích cực, nhất là với các doanh nghiệp có cơ sở đóng tại Quảng Ninh và nhiều địa phương khác. Chị Nguyễn Thu Hường, nhân viên marketing siêu thị điện máy HC chi nhánh Quảng Ninh, thường xuyên phải làm thủ tục khuyến mại với Sở Công Thương cho đơn vị của mình. Từ khi Bộ Công Thương kết nối thủ tục thông báo khuyến mại lên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, chị Hường thấy thật sự tiện lợi khi Cổng Dịch vụ Công Quốc gia mang lại. Đó là chị Hường chỉ cần làm thủ tục đăng ký khuyến mại tại tỉnh Quảng Ninh, nhưng có thể gửi được cho tất cả các tỉnh thành trong cả nước. Từ khi có cái Cổng Dịch vụ Công Quốc gia thì đã tạo rất nhiều điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc đăng ký các hoạt động khuyến mại. Thứ nhất là đối với doanh nghiệp thì không nhất thiết phải ở tại tỉnh nhà, mà khi chúng tôi đang ở một địa phương khác, một tỉnh khác thì vẫn có thể nộp các cái thông báo khuyến mại. Cái thứ hai là khi chúng tôi có mặt tại tỉnh nhà thì chúng tôi cũng vẫn có thể đăng ký nộp hồ sơ các cái thông báo khuyến mại cho tất cả các tỉnh khác trên địa bàn cả nước. Đấy chính là những cái mà tính thiết thực và ưu điểm lớn nhất của cái dịch vụ công quốc gia. Sở Công Thương hiện là sở có số lượng hồ sơ thủ tục hành chính đăng ký qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia cao nhất so với các sở và địa phương trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt là thủ tục thông báo khuyến mại chiếm 80% số thủ tục tiếp nhận và giải quyết qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia với gần 1.900 hồ sơ. Để giúp cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp hiểu rõ về ý nghĩa, lợi ích của dịch vụ này, Sở Công Thương cũng đã có văn bản chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng ban chức năng thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn cụ thể. Để tiếp tục đẩy mạnh các thủ tục dịch vụ công quốc gia, thì trong thời gian tới thì Sở Công Thương thứ nhất là tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền tới các cái doanh nghiệp và người dân trên các cái trang kênh thông tin điện tử như là website,
fanpage của sở, của tỉnh và các cái trang mạng xã hội Zalo và Facebook. Thứ hai là làm tốt công tác đào tạo, tập huấn để nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức của cán bộ, công chức, viên chức. Thứ ba là rà soát, công bố các cái thủ tục hành chính công quốc gia cũng theo quyết định của Bộ Công Thương và đề xuất kết nối các cái thủ tục hành chính công của sở đối với dịch vụ công quốc gia. Chị Nguyễn Thị Ngân, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí mới sinh con, nên việc đi làm giấy khai sinh cho con tại phường cũng có phần khó khăn. Thời gian qua, được sự tuyên truyền của thành phố Uông Bí về cổng dịch vụ công quốc gia mà tỉnh Quảng Ninh triển khai thời gian gần đây, chị Ngân đã làm được thủ tục khai sinh cho con qua cổng dịch vụ công quốc gia và thấy thật sự tiện lợi. Tôi vừa sinh em bé, tôi làm giấy khai sinh cho con nộp qua cổng dịch vụ công quốc gia. Tôi thấy rất là thuận tiện vì tôi không phải lên phường để làm giấy khai sinh cho con nữa, mà tôi làm ngay tại nhà. Tôi thấy rất là thuận tiện và tôi cũng mong là có nhiều thủ tục khác qua trực tuyến nữa để cho thuận tiện hơn. Thời gian qua, để thay đổi phương thức làm việc từ trực tiếp sang trực tuyến là chính, thành phố Uông Bí đã chỉ đạo Trung tâm Hành chính công và các phường trên địa bàn thành phố, bên cạnh tuyên truyền hướng dẫn cho công dân dịch vụ hành chính công của tỉnh, đồng thời tập trung đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn cho người dân và doanh nghiệp sự tiện ích của cổng dịch vụ công quốc gia mang lại. Với cách làm như vậy, từ mùng 1 tháng 1 2020 đến nay, thành phố Uông Bí đã tiếp nhận và xử lý 187 hồ sơ thuộc thẩm quyền cấp huyện qua cổng dịch vụ công quốc gia. Trong cái thời gian tới đấy, để đẩy mạnh tuyên truyền công dân thực hiện thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công quốc gia cũng như là các cái thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4 và thanh toán trực tuyến thì Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí cũng tiếp tục mở các cái lớp hội nghị tuyên truyền hướng dẫn trực tiếp và cử các đồng chí đoàn viên thanh niên cũng như cán bộ của Trung tâm Hành chính công và bộ phận một cửa các xã phường là trực tiếp ngồi để hướng dẫn công dân tại Trung tâm Hành chính công, cũng với cái mục đích là hạn chế thấp nhất cái việc công dân hay là các cái tổ chức mà đến trực tiếp Trung tâm Hành chính công mà có thể nộp hồ sơ qua mạng, qua tại nhà để giảm thiểu cái thời gian đi lại cũng như là các cái phiền hà cho công dân. Còn đây là việc làm thường xuyên của anh Bùi Tiến Dũng, chuyên viên điện lực Uông Bí, Quảng Ninh khi có công dân đến làm việc tại bộ phận điện lực tại Trung tâm Hành chính công thành phố Uông Bí. Từ khi các thủ tục của ngành điện đưa kết nối lên cổng dịch vụ công quốc gia những lúc công dân đến làm thủ tục hành chính về điện, thì anh Dũng đều hướng dẫn và lập tài khoản cho công dân đối với khách hàng cần lắp mới điện sinh hoạt. Với cách làm như trên, người dân đã dần tiếp cận được các tiện lợi mà cổng dịch vụ công quốc gia mang lại. Hôm nay tôi đến đăng ký sử dụng điện ở Trung tâm Hành chính công thành phố Uông Bí. Thì tôi được cán bộ hướng dẫn về cách sử dụng cổng dịch vụ công quốc gia. Thì tôi thấy dịch vụ rất là tiện lợi. Sau này nếu mà có các cái thủ tục hành chính khác thì tôi có thể tự ở nhà sử dụng dịch vụ công quốc gia. Chính vì vậy, đến nay khi có nhu cầu lắp điện mới, khách hàng chỉ ở nhà và nộp hồ sơ trực tuyến hoặc chỉ cần gọi điện, nhân viên điện lực sẽ hướng dẫn cho khách hàng nộp hồ sơ qua môi trường mạng thông qua cổng dịch vụ công quốc gia. Anh Hà Mạnh Toàn, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí có nhu cầu lắp điện sinh hoạt cho nhà mới của gia đình mình. Anh Toàn chỉ cần ở nhà vào cổng dịch vụ công quốc gia để nộp hồ sơ. Sau khi bên điện lực tiếp nhận và xử lý hồ sơ, chỉ 2 ngày sau nhân viên điện lực đã đến khảo sát và lắp điện cho gia đình anh. Chính vì vậy mà anh Toàn không phải đến để giao dịch hành chính trực tiếp như trước đây và thấy được sự tiện ích của cổng dịch vụ công quốc gia mang lại. Tôi thấy qua cái việc mà cấp điện qua cái cổng dịch vụ công này thì nó rất là tiện ích cho người dân. Thì trước kia ấy thì người dân chúng tôi khi muốn làm thủ tục cấp điện thì chúng tôi phải liên hệ trực tiếp đến điện lực Uông Bí, sau đó thì đến kê khai và làm các thủ tục. Hiện nay do có cổng dịch vụ công thì chúng tôi đã được làm trực tuyến tại nhà. Chúng tôi thấy cái việc này là rất tiện lợi, có ích cho người dân.
sự sáng tạo, linh hoạt trong việc đẩy mạnh tuyên truyền và hiệu quả và tiện ích từ Cổng Dịch vụ Công Quốc gia của Điện lực Uông Bí đã có số lượng hồ sơ đáng ghi nhận. Từ mùng 1 tháng 1 đến ngày 30 tháng 8 2020, Điện lực thành phố Uông Bí đã tiếp nhận và xử lý 220 hồ sơ trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Ngay từ lúc tỉnh Quảng Ninh triển khai Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, Công ty Điện lực Quảng Ninh đã đưa 12 thủ tục hành chính lên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, đồng thời tổ chức đào tạo, tập huấn cho các giao dịch viên đăng ký tài khoản, sử dụng dịch vụ điện trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia để hướng dẫn trả lời khách hàng. Khi khách hàng đến giao dịch trực tiếp tại các quầy giao dịch của điện lực hoặc tại trung tâm hành chính công, các giao dịch viên có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng đăng ký dịch vụ qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia khi khách hàng có nhu cầu. Đồng thời yêu cầu 100% cán bộ công nhân viên đăng ký tài khoản, gương mẫu đi đầu trong việc sử dụng các dịch vụ trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Với sự tăng cường tuyên truyền hướng dẫn của Điện lực Quảng Ninh tới người dân về lợi ích từ Cổng Dịch vụ Công Quốc gia mang lại, qua đó được người dân hưởng ứng. Do đó, số lượng hồ sơ tiếp nhận và xử lý qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia vượt trội hơn so với các đơn vị khác. Tính từ ngày 1 tháng 1 đến 30 tháng 8 2020, Công ty Điện lực Quảng Ninh đã tiếp nhận và xử lý trên 1.850 hồ sơ cho khách hàng trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Đây cũng là đơn vị ngành dọc có số lượng hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia nhiều nhất. Tiếp tục triển khai cái thực hiện qua các cái dịch vụ qua Cổng Quốc gia, thì Công ty Điện lực Quảng Ninh tuyên truyền trên các cái hệ thống thông tin đại chúng và qua các hệ thống báo đài của địa phương, qua các trang web, fanpage và Zalo, Facebook để truyền tải đến tất cả các người dân, các khách hàng và để hướng tới cái sự hài lòng của khách hàng cũng như là cái sự minh bạch, công khai trong cái quá trình cung cấp cái dịch vụ của ngành điện. Và tiếp theo thì để thực hiện tốt cái việc này thì chúng tôi sẽ phải thực hiện cái việc là ngoài cái tuyên truyền thì chúng tôi thực hiện cái việc là huấn luyện, đào tạo toàn bộ cán bộ công nhân viên của chúng tôi để đảm bảo cho mỗi một công nhân có thể hỗ trợ giúp cho khách hàng thực hiện cái việc các cái dịch vụ trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Cùng với Cổng Dịch vụ Công của tỉnh, Cổng Dịch vụ Công Quốc gia sẽ giúp người dân, doanh nghiệp có thêm lựa chọn trong giải quyết thủ tục hành chính. Sau 9 tháng triển khai, người dân và doanh nghiệp đã dần quen với việc sử dụng Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Các sở và địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã tiếp nhận và giải quyết được trên 1.377 hồ sơ thủ tục hành chính qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, chủ yếu tập trung vào lĩnh vực xúc tiến thương mại, cụ thể là thủ tục thông báo hoạt động khuyến mại, đăng ký khai sinh. Hiện tỉnh Quảng Ninh đã kết nối 518 thủ tục hành chính của tỉnh lên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia và đang đề nghị Văn phòng Chính phủ hỗ trợ xem xét để phê duyệt cung cấp chính thức cho người dân và doanh nghiệp. Bên cạnh những thuận lợi từ Cổng Dịch vụ Công Quốc gia mang lại thì vẫn còn những khó khăn nhất định như hiện các quy trình và biểu mẫu thủ tục hành chính chưa hoàn thiện, phải chỉnh sửa nhiều trong quá trình kết nối nên mất nhiều thời gian thực hiện. Bên cạnh đó, nhiều người dân vẫn chưa tìm hiểu và những lợi ích từ Cổng Dịch vụ Công Quốc gia mang lại. Để tiếp tục đẩy mạnh Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, Sở Thông tin Truyền thông Quảng Ninh đã tham mưu cho tỉnh các giải pháp trong thời gian tới. Để đẩy mạnh việc tăng cường việc kết nối và xử lý và phục vụ cho việc người dân và doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính thông qua Cổng Dịch vụ Quốc gia, thì thời gian vừa qua thì Sở Truyền thông cũng đã tham mưu nhiều biện pháp để thúc đẩy việc kết nối với Cổng Dịch vụ Quốc gia. Bên cạnh việc kết nối tích hợp lên Cổng Dịch vụ Quốc gia thì Sở Truyền thông cũng tích cực tham mưu cho tỉnh nhiều biện pháp đẩy mạnh những biện pháp này. Thứ nhất là thực hiện việc kết nối liên thông các cơ sở dữ liệu tỉnh Quảng Ninh với các bộ ngành để hỗ trợ trong việc giải quyết được thủ tục hành chính liên thông giữa tỉnh và các bộ ngành để thuận lợi cho việc thực hiện các thủ tục hành chính qua Cổng Dịch vụ Quốc gia. Thứ hai là tham mưu nhiều biện pháp đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân và doanh nghiệp nắm bắt được cái kênh mới trong cái kênh mà thông qua cái việc Cổng Dịch vụ Quốc gia. Để đẩy mạnh các dịch vụ công trực tuyến ngày càng hiệu quả hơn, đặc biệt là Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, thiết nghĩ mỗi người dân cũng cần nâng cao trách nhiệm, chủ động tìm hiểu, nâng cao kiến thức về công nghệ thông tin, phát huy hiệu quả hơn nữa từ những lợi ích mà Cổng Dịch vụ Công Quốc gia mang lại.